Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Cà Phê Liên Minh. Như vậy, cách đây không lâu, Matt Yetter, trưởng nhóm thiết kế lối chơi Liên Minh huyền thoại của Riot Games, đã hé lộ những thông tin đầu tiên về phiên bản 10.6. Thời điểm mà Summoner Rift đã gặp rất nhiều xáo trộn và bất ổn, thì những thay đổi nhằm mang đến trạng thái cân bằng cho meta game đã được tung ra cho phiên bản thử nghiệm lần này. Trong bản cập nhật Liên Minh huyền thoại 10.6, các tướng pháp sư đường giữa sẽ được buff theo nhiều cách khác nhau, bên cạnh những điều chỉnh về các nhóm trang bị đã được cập nhật trên máy chủ PBE. Hàng loạt những thay đổi lớn khác nhằm nâng cao trải nghiệm của người chơi ở vị trí đi rừng và sự quan tâm không nhỏ dành cho khu đường trên với việc chỉnh sửa phép bổ trợ dịch chuyển. Cuối cùng, điều đáng mong chờ nhất chính là màn trở lại đấu trường công lý của Tê Thiên Đại Thánh, Hu Cổng. Và không để các bạn chờ đợi lâu thêm nữa, ngay bây giờ hãy cùng Cà Phê Liên Minh tìm hiểu và khám phá top những cập nhật đáng chú ý trong phiên bản thử nghiệm 10.6 mà người chơi cần phải biết nhé. Nếu nhân phẩm của bạn đang hơi kém một chút, thì Cà Phê Nhân Phẩm sẽ là nơi bạn cần tìm đến. Học chơi đấu trường chân lý cùng Cà Phê Nhân Phẩm qua đường link mình để bên dưới nha. Thứ nhất, Teemo gia nhập hội thợ săn của Liên Minh Huyền Thoại. Trong phiên bản 10.4, hàng loạt những tướng đấu sĩ và sát thủ vốn sinh ra không phải để xuất hiện trong rừng đã nhận được hàng loạt chỉnh sửa nội tại nhằm khuyến khích thử sức trong vai trò mới. Đó lần lượt là Darius, Garen, Gunnar, Zed, Talon, Mordekaiser, Diana. Và đến phiên bản 10.5 còn có thêm sự góp mặt của Poppy vào danh sách này. Chính vì vậy, với việc giúp người chơi có thêm hứng thú với vị trí đi rừng, Riot Games đã quyết định tiếp tục mở rộng bể tướng trong phiên bản cập nhật 10.6 sắp tới, khi chúng ta sẽ có thêm 6 vị tướng có thể đảm nhiệm vai trò này, bao gồm Teemo, Morgana, Brand, Zyra, Sen và Yorick. Nói một chút về Teemo, vị tướng này vốn đã là cái gai trong mắt rất nhiều người. Ngoài việc được ưu ái với số lượng skin nhiều khủng khiếp, thì nó còn khiến cho bản đồ Summoner Rift trở nên cực kỳ ung thư với những bãi nấm ngầm đầy khó chịu. Thế nhưng như vậy chưa phải là đỉnh điểm của sự cay nghiệt mà các game thủ dành cho Teemo. Trong phiên bản 10.6 đang được thử nghiệm trên PBE, vị tướng này đang biến thành cơn ác mộng. Một con tướng mà không cấm thì phải chọn, mà nếu đã được chọn thì chắc chắn sẽ được chăm sóc đến tận chân răng. Cụ thể thì chiêu quy phi tiêu mù của Teemo được tăng thời gian hiệu ứng mù lên quái rừng lên 100%. Bên cạnh đó, kỹ năng E bán độc gây 150% sát thương lên quái rừng. Chính vì vậy, với khả năng tàng hình và làm chậm của mình, Teemo sẽ có thể quấy rối đối phương cực tốt. Đó là chưa kể khi đạt cấp độ 6, Teemo còn có thể đặt nấm quanh rừng, cực kỳ khó chịu đúng không ạ? Chuyển sang những thay đổi của các vị tướng đi rừng mới trong phiên bản sắp tới, chúng ta sẽ có thêm 3 pháp sư đi rừng là Brand, Morgana, Zyra và hai con bài vốn xuất thân ở đường trên là Yorick và Sen. Cụ thể, nội tại bỏng của Brand sẽ gây thêm 120% sát thương lên quái rừng. Zyra gây 150% sát thương phép lên quái rừng. Kỹ năng W, vùng đất chết của Morgana, gây 150% lên quái rừng. Sen với chiêu Q, công kích hoàng hồn sẽ gây sát thương tối đa lên quái rừng, tăng từ 75 đến 175, lên thành 120 đến 200. Cuối cùng, nội tại dẫn dắt linh hồn của Yorick sẽ luôn luôn sinh ra các nấm mồ đối với quái rừng lớn và ma xương nhận ít hơn 50% sát thương từ quái rừng. Thế nhưng những thay đổi này chưa thực sự hữu hiệu và Riot Games cần phải thêm một số chỉnh sửa nữa để những lựa chọn này thực sự phát huy tác dụng trong khu vực rừng. Thứ hai, chỉnh sửa phép bổ trợ dịch chuyển. Bên cạnh cuộc đổ bộ hàng loạt của các tướng pháp sư ở vị trí đi rừng, thì trong phiên bản 10.6, Riot cũng sẽ tìm cách buff cho các vị trí đường trên thông qua phép bổ trợ dịch chuyển. Và chúng ta hãy cùng chờ xem sự thay đổi này có phải là tăng sức mạnh thực sự hay là một cú đấm cực mạnh vào vị trí top lane không nhỉ? Cụ thể, phép bổ trợ dịch chuyển ở bản 10.6 sẽ được điều chỉnh như sau. Thời gian hồi chiêu sẽ giảm dần theo cấp độ của tướng, khi thay đổi từ 360 giây, tức 6 phút, thành 480 giây đến 240 giây, tức từ 8 phút đến 4 phút. Ngoài ra, khi dịch chuyển xong, sẽ nhận từ 30 đến 45% tốc độ di chuyển trong vòng 3 giây dựa theo cấp độ tướng. Về cơ bản thì dịch chuyển hiện tại có hai công dụng chính là trở lại đường nhanh chóng nhằm gia tăng hoặc thu hẹp khoảng cách đối với đối thủ nhờ đẩy lính, ăn khiên trụ. Công dụng thứ hai là tạo ra những tình huống dịch chuyển bất ngờ để tham gia giao tranh. Ở trong xếp hạng đơn thì mục đích đầu tiên được dùng nhiều hơn. Đơn giản vì bạn là người đi lane đó, bạn hiểu mình cần phải làm gì với đường của mình, và dịch chuyển là công cụ hữu ích để bạn làm điều đó.
Tuy nhiên với việc dịch chuyển ở 10.6 sẽ có hồi chiêu cực kỳ lâu, 8 phút ở level 1 và trước cấp 6 chắc chắn không dưới 6 phút được. Nó sẽ khiến các vị trí như xạ thủ hay mid không thể cầm phép này nữa. Khi dùng dịch chuyển là bạn chấp nhận đánh đổi khả năng đánh nhau, lấy lợi thế kiểm soát lính rồi. Giờ đây khi lợi thế đó quá khó để duy trì, thì chuyện người ta dần dần không dùng nó nữa là điều dễ hiểu. Trở lại với vị trí đường trên, nơi phần lớn kèo đấu của cả hai đều dùng phép này, thì việc tăng hồi chiêu quá nhiều ở những cấp độ đầu sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cách đi đường ở khu vực này. Trước mắt có lẽ là những pha đánh nhau khô máu ở cấp độ 1 sẽ giảm đi rất nhiều. Không ai muốn lao vào ăn thua với đối thủ trong chốc lát rồi sau đó bị đè nén trong 8 phút tiếp theo cả. Tiếp nữa, với hồi chiêu quá lớn ở cấp độ đầu này, rất có thể lối chơi đường trên không dịch chuyển sẽ trở lại. Khi khả năng trở lại đường bị giảm quá nhiều, bạn hoặc phải trụ đường thật mạnh hoặc thắng đường thật sâu. Chính vì vậy nếu chỉnh sửa này xuất hiện trong phiên bản chính thức thì có lẽ phép dịch chuyển sẽ chỉ còn phù hợp với những tướng có khả năng giao tranh mạnh như Maokai, On nhằm tăng tính bất ngờ trong những tình huống mở combat của mình. Thứ ba, Hukong chính thức comeback. Hukong phiên bản làm lại đã được Riot Games nhá hàng trên máy chủ PBE rất nhiều lần kể từ đầu năm đến nay. Và nếu không gặp bất kỳ vấn đề trục trặc nào thì có vẻ như Tề Thiên Đại Thánh của chúng ta sẽ chính thức xuất hiện trong phiên bản 10.6. Sau 3 lần làm lại thì Ngộ Không giờ đây nhận được những thay đổi mang tính có lợi khi tăng khả năng cơ động, sát thương và đặc biệt là có thêm rất nhiều khiên. Có thể nói sự trở lại này của Ngộ Không đã làm tốn bao nhiêu công sức của đội ngũ phát triển Riot Games. Lối đánh full sát lực giờ đây không phát huy được sức mạnh nữa, thay vào đó là lối đánh khác khó chịu hơn. Cụ thể Hukong mới sẽ có chỉ số kháng phép cơ bản giảm từ 32,1 xuống còn 28, máu cơ bản giảm từ 577,8 xuống còn 540. Nội tại mình đầu da sắt sẽ có giáp cộng thêm thay đổi từ 4, 6, 8 mỗi tướng địch đứng gần thành 5 cộng 1 giáp mỗi cấp. Tuy nhiên thì Hukong không còn nhận thêm kháng phép với mỗi tướng địch ở gần. Thay vào đó thì giờ đây Ngộ Không sẽ được hồi 1% máu tối đa mỗi 5 giây. Đặc biệt nhất chính là nếu có ít nhất 3 tướng địch xung quanh Hukong, giáp cộng thêm và khả năng hồi máu từ nội tại sẽ tăng lên gấp 4 lần. Ngoài ra thì nội tại giờ đây sẽ quét số lượng tướng địch mỗi 0,25 giây, chứ không còn là 1 giây như phiên bản cũ nữa. Kỹ năng Q thiết bảng ngàn cân sẽ có sát thương cộng thêm thay đổi từ 10 đến 130, cộng 0 trừ 40% sức mạnh công kích, thành 30 đến 110, cộng 70% sức mạnh công kích cộng thêm. Tầm đánh cộng thêm thay đổi từ 125 thành 75 đến 175. Thời gian giảm giáp của kẻ địch tăng từ 3 giây lên 4 giây. Bên cạnh đó, bất cứ khi nào Hukong hoặc phân thân gây sát thương bằng đòn đánh thường hay kỹ năng thì thời gian hồi chiêu của chiêu Q sẽ được giảm 0,5 giây. Đáng chú ý, thời gian niệm của kỹ năng này tỷ lệ với tốc độ đánh. Tiếp theo là chiêu W, chim mồi. Hukong lướt về phía con trỏ chuột một khoảng cách 300 đơn vị và có thể vượt các địa hình nhỏ. Thời gian ẩn thân giảm từ 1,5 giây xuống còn 1 giây. Tuy nhiên giờ đây không còn sát thương xung quanh khi phân thân biến mất. Dẫu vậy, phân thân của Hukong có thể mô phỏng đòn đánh thường và kỹ năng, tuy nhiên chỉ gây từ 30 đến 70% sát thương. Cơ chế hoạt động của phân thân. Đòn đánh thường, phân thân sẽ tấn công kẻ địch mà Hukong vừa gây sát thương. Chiêu Q, cường hóa đòn đánh kế tiếp của phân thân. Chiêu E, phân thân nhận thêm tốc độ đánh. Chiêu cuối R, phân thân bắt đầu xoay theo và hất tung kẻ địch mà Hukong chưa tác động đến. Ngoài ra thì phân thân sẽ mô phỏng hoạt ảnh của Hukong cũng như sẽ biến mất ngay lập tức khi bị trụ bắn. Kế tiếp đến là kỹ năng E, cân đổi vân. Sát thương thay đổi từ 65 đến 205, cộng 80% sức mạnh công kích cộng thêm. Sát thương vật lý thành 80 đến 260, cộng 100% sức mạnh phép thuật, sát thương phép. Thời gian tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 4 đến 5 giây. Khoảng cách cho phép gây sát thương khi mục tiêu lướt đi là 75 đơn vị. Bên cạnh đó, khi kích hoạt kỹ năng này, Hukong sẽ lướt theo nạn nhân cho đến cùng, giống như quy sóng âm của Lee Sin vậy ạ. Chiêu cuối R, lốc xoáy. So với biên bản cũ thì Hukong giờ đây có thể kích hoạt kỹ năng này lần thứ 2 trong vòng 7 giây. Tuy nhiên lần thứ 2 sẽ không hất tung kẻ địch đã hứng chịu hiệu ứng này trong lần kích hoạt đầu. Ngoài ra thời gian xoay giảm từ 4 xuống còn 2 giây. Sát thương mỗi giây thay đổi từ 20 đến 200, cộng 110% tổng sức mạnh công kích, thành 120% tổng sức mạnh công kích, cộng 2,5 đến 8,5%, cộng 1% mỗi 1% sức mạnh công kích, máu tối đa. Tốc độ di chuyển cộng thêm khi xoay
thay đổi từ 5 đến 40% dựa trên thời gian thành 20, 30, 40% dựa vào cấp của kỹ năng. Khoảng thời gian cần chờ để tắt kỹ năng giảm từ 1 xuống 0,5 giây hoặc dùng chiêu thức khác để khiến hư không ngừng quay. Đặc biệt, mỗi lần gây sát thương đều tích cộng dồn chinh phục và thời gian tăng thêm tốc độ đánh từ kỹ năng E, cân đổ vân sẽ liên tục được làm mới khi kích hoạt chiêu cuối. Bên cạnh đó, tầm tấn công của hư công khi xoay giảm từ 175 xuống 50 đơn vị, nên buộc hư công phải áp sát mục tiêu và thời gian mỗi lần gây sát thương giảm từ 0,5 xuống 0,25 giây. Với những thay đổi mới này thì hứa hẹn sẽ giúp cho người chơi có thể trải nghiệm hư công một cách thú vị hơn. Và chúng ta hãy cùng chờ xem màn trở lại đấu trường công lý của vị tướng này sẽ như thế nào nhé. Thứ tư, Garen và Darius lên thật. Sau khi thống trị khu vực đường trên ở phiên bản 10.5, thì có vẻ như hai vị tướng Garen và Darius sẽ đi vào vết xe đổ của Ornn và Seth khi bị Riot nerf thẳng mặt ở phiên bản cập nhật sắp tới. Nhất là khi chỉ trong một thời gian ngắn với những chỉnh sửa nhỏ ở đường trên, hai con bài Garen và Darius bỗng nhiên trở nên mạnh một cách không tưởng. Chính vì vậy, Riot Games đã ngay lập tức đưa ra những điều chỉnh về mặt sức mạnh để hai vị tướng này trở nên cân bằng hơn. Cụ thể, Garen sẽ có chỉ số kháng phép cộng thêm giảm từ 1,25 xuống 0,75 và kỹ năng E, phán quyết, sẽ có sát thương chí mạng giảm từ 50% sức mạnh công kích cộng thêm xuống còn 33% sức mạnh công kích cộng thêm. Về phần Darius, chiêu đánh thọt sẽ có sát thương cộng thêm trên đòn đánh khi kích hoạt giảm từ 50 đến 70% tổng sức mạnh công kích xuống còn từ 40 đến 60% tổng sức mạnh công kích và năng lượng tiêu hao tăng từ 30 đến 40. Ngoài ra thì kỹ năng E, bắt giữ cũng có năng lượng tiêu hao tăng từ 45 đến 60. Tuy nhiên những yếu tố bên ngoài như khiên trụ có lợi cho tướng cận chiến vẫn không bị đục tới. Vì vậy những thay đổi trên chưa hẳn sẽ khiến hai vị tướng này giảm bớt tỷ lệ xuất hiện ở đường trên. Thứ 5, Phượng Hoàng Băng được tăng sức mạnh. Nếu bạn chơi Liên Minh Huyền Thoại từ những ngày đầu game mới về Việt Nam thì hẳn đã nghe tới cái tên Thánh Chim Froggen với biệt tài sử dụng Anivia Counter mọi kèo đấu tại đường giữa. Tuyển thủ đường giữa người Đan Mạch khi đó đã là thần tượng của không biết bao nhiêu người và là nguồn cảm hứng để nhiều game thủ tập chơi và thành thạo Anivia ngày đó. Tuy nhiên sau nhiều năm trôi qua, Anivia vẫn vậy, không có gì thay đổi và dần đi vào lãng quên. Chính vì bị phủ bụi quá lâu, trong phiên bản 10.6 sắp tới, Riot Games quyết định buff cho Anivia để tướng này có cơ hội trở lại và cạnh tranh ở đường giữa. Cụ thể thì kỹ năng R, bão tiết của Anivia giờ sẽ có thời gian đặt hiệu ứng tê cóng lên kẻ địch khi nhận phải sát thương tăng từ 2 giây lên 3 giây. Bên cạnh đó, việc không bị ngắt khi Anivia dính khống chế làm cho chiêu cuối chỉ có thể bị phá khi bạn tìm cách đẩy vị tướng này ra hoặc trực tiếp hạ gục vị thần chim mà thôi. Bão tuyết tồn tại lâu hơn cũng khiến cho Anivia phòng thủ nhà hiệu quả hơn trước khá nhiều. Một điểm đáng chú ý nữa chính là việc hiệu ứng làm chậm của chiêu cuối tồn tại giống như chiêu quy của cầu băng. Nên nhớ rằng ở thời điểm hiện tại thì R của Anivia chỉ có làm chậm 1 giây mà thôi, trong khi chiêu quy thì tới 3 giây. Tức là ở bản 10.6 tới, kỹ năng tối thượng của Anivia sẽ tăng thời gian làm chậm kẻ địch lên tới 3 lần. Mà bạn biết rồi đấy ạ, đứng càng lâu trong chiêu cuối của Anivia thì chỉ có chết mà thôi. Như vậy thì những thay đổi tưởng nhỏ nhưng vô cùng hữu ích này của Riot Games hứa hẹn sẽ giúp cho Anivia quay trở lại, ít nhất là trong xếp hạng đợt. Thứ 6, chỉnh sửa các trang bị đi rừng. Hiệu ứng thợ săn quái vật tồn tại trên dựa thợ săn, bùa thợ săn, đao đụng độ, gươm truy tung sẽ nhận thêm một án phạt ăn lính ở đường. Cụ thể, lượng kinh nghiệm từ lính do người chơi đi rừng hạ gục trước phút thứ 14 sẽ bị giảm đi 50%. Trước đây thì Riot Games đã giảm lượng tiền farm được của hiệu ứng thợ săn quái vật rồi. Nay họ nớp luôn kinh nghiệm từ lính ở đường nên chuyện game thủ lợi dụng chiến thuật kết hợp giữa Master Yi và Taric gần như không còn nữa. Hy vọng rằng thay đổi này sẽ khiến cho bộ đôi ung thư này biến mất mãi mãi vì nó có thể gánh cả team địch một cách dễ dàng dù chúng có khởi đầu tệ như thế nào chăng nữa. Thứ 7, chế độ một cho tất cả. Một trong những chế độ được yêu thích nhất Liên Minh Huyền Thoại, một cho tất cả, sẽ chính thức quay trở lại trong phiên bản cập nhật 10.6 tới đây sau lâu ngày vắng mặt. Đúng như cái tên, một cho tất cả thay đổi quá trình chọn tướng, cho phép người chơi bỏ phiếu và tất cả thành viên trong đội sẽ sử dụng vị tướng đó. Nếu như trước đó
người chơi đã được trải nghiệm những giây phút đập bàn phím trong URF. Thì giờ đây, những vị tướng giống nhau trên bản đồ sẽ làm trận đấu trở nên khá hách não đúng không ạ? Bên cạnh đó, các bạn có thể yên tâm vì sẽ không có vị tướng nào là quá khỏe hay yếu khi Riot Games đã sử dụng hệ thống cân bằng dựa theo cách chơi và chỉ số của từng tướng riêng biệt. Nhất là khi kể từ tháng 3 năm 2018, đây là sự đánh dấu cho việc chế độ chơi một cho tất cả, một lần nữa quay trở lại hệ thống Liên minh huyền thoại. Chính vì vậy, hàng loạt vị tướng mới sẽ được Riot Games đưa vào chế độ chơi này. Như vậy dự kiến, ở phiên bản 10.6 sẽ có rất nhiều điều thú vị xảy ra, trong đó đáng chú ý nhất chính là ở vị trí đi rừng. Bởi lẽ giờ đây khu rừng Summoner Rift sẽ xuất hiện thêm những vị tướng đi rừng mới là Teemo, Brand, Morgana, Zyra, Sen và Yorick. Đây chính là động thái của Riot Games nhằm mục đích tăng sự đa dạng cho người chơi, yêu thích những lựa chọn mới lạ và khuyến khích họ trải nghiệm vị trí đi rừng. Bên cạnh đó, việc xuất hiện trở lại của Wukong ở đấu trường công lý cũng sẽ là điều được rất nhiều người chơi háo hức chờ đón. Chính vì vậy chúng ta hãy cùng chờ xem meta sẽ thay đổi như thế nào ở phiên bản cập nhật 10.6 nhỉ. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung về những cập nhật đáng chú ý ở phiên bản 10.6 của Cà Phê Liên Minh. Nếu bạn nào có main là đi rừng, thế chuẩn bị tinh thần thử nghiệm Teemo trong khu rừng ngay thôi. Cuối cùng thì sau khi xem xong video, nếu các bạn có suy nghĩ gì, thế để lại ý kiến cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share cũng như subscribe kênh vì chúng hoàn toàn miễn phí mà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.